cá bóng. Được con lươn nữa, con này nhỏ quá thả nó lại. Đã được hai ngắn bông súng mà nó chết rồi. Con cầm nó cũng bỏ nó ra luôn. Con vô hình qua lại. Anh hái được bỏ qua quá chừng luôn nè em. Cái nhà của qua ngoài hả? Ờ, anh cắt lá đọt luôn nè. Cắt rồi mình thế cắt đó. Rồi bữa nó lên lại hả? Thì bữa nó lên lại để cái rồi nó làm như nó hư à. Ừ. Em bắt một cơm. Bỏ đi nhà chơi rồi. Hả? Mấy cái gỗ mình xách đi nhà hết rồi. Ừ. Cái gì hồi lấy ra? Sao mình chợ anh mua được mấy cái vịt lộn rồi mà luộc cho em. Để đi. Vậy giờ anh làm cá nha, em lọc ra thì mạnh luôn ha. Dạ anh làm cá thì em bắt nồi cơm ra rồi đi. Cơm lên đó đi. Cho em lại rau cho. Ừ. Lâu rồi là món ăn giặt, hôm nay đổ một cá. Được mấy con cá bóng ngon quá nè. Ngồi lấy tép nấu canh anh ơi. Rồi lấy tép nấu canh. Ôi còng nè. Đổ vô nó bò. Nó bò lố thú hết trơn rồi. Làm lại chỗ này sạch sẽ cao nè, em đứng khỏe nè. Nhìn thấy nó thoải mái hơn nha. Ừ. Giờ đó thắp bật cơm cơm. Nay trời lạnh lạnh rồi đó anh. Mà không nhận em cảm giác như mình lót cái nhà là nó mát ghê. Mát. Rồi, sạch sẽ em khoái vậy á. Để khi dơ quá. Thì mình không có làm gì mà sợ thấy nó mát. Được mấy con tép ngon quá nè em. Mấy tép này anh lặt đầu hết, cái hồi để nấu canh ha. Nấu canh này cho nó ngọt nước lắm ạ. Tép này là kêu tép gì, tép bạc đất, bạc non gì. Nên nó còn bự lắm á, tới mùa như nó bự lên nè, nó bự bằng cái gì. Có con tép này là mắm ngon. Hồi anh mần anh chà mấy cá bóng luôn nha. Mấy cá bóng chà với cái nền sàn nước này được nè. Rồi phải tiêu ha. Ừ. Ngon lắm à. Khô khô đi. Anh lặt đi, em đi lặt rau. Em lặt rau gì mà anh ơi? Em canh nồi cơm. Chừng. Quá chừng rau luôn rồi anh ơi. Cái này lặt lá thì sao anh? Mấy lá thôi. Qua này em lặt lá rồi ha. Chứ bình thường anh hái là anh đứng mà anh giật. Nhưng mà cắt như vậy để cho nó ra cái thực mới. Quá trời trái non luôn á. Mà bữa giờ làm như lúc này nắng eo quá nè. Eo sao á. Lúc này nắng quá nó bị dễ bị cháy, nó khô á. Cháy lá chứ. Chứ lúc tháng 10 á, tốt lắm.
Ngồi dưới đây mát quá. Có cái nhà mới thích hả? Anh hồi nhỏ nhỏ thích cái nhà gạch tàu này lắm. Nằm mát. Ừ, nằm mát lạnh luôn á. Hồi mà mẹ mới cất nhà tường đó nghe. À, em ngủ á, tối ngủ á, cái văn mụn dưới đất vậy, nguyên nhà chung vô ngủ mà em đâu nằm chỗ từ nực á, cái lăng. Nằm chỗ này hồi cái lăn qua chỗ kia, lăn chỗ nào gạch nó còn mát rồi lăn, lăn xong rồi cái hồi lăn lại chỗ cũ, lăn tới lăn lui lăn cho nó mát, lăn tới lăn lui vậy đó. Con ốc nè nó mệt bu vàng bu, thôi bỏ đi nè. Con làm gì phải thả nó xuống mương. Thấy vậy mà nhiều trái lắm à. Trái này anh cuộn hay sao vậy anh? Hả? Anh cắt á. Cục em lật lá thôi, mấy lá. Thế là anh cắt nhưng mà anh kéo nó xuống anh cuộn hay gì vậy? Kéo vô anh cắt. Cái này nó bò tên vách nhà phải không? Rồi. Nó chuyền nó chui trong này luôn nè, gọi đó chứ người thấy. Đét. Cây đó, cây bình bát. Bình bát. Hồi nãy nó chui vô đâu đây nè? Chưa vô tới. Chưa tới. Mai chiều rồi, khổ quá thòng vô trong này luôn. Làm cảnh luôn. Trong nay kiện. Cúp điện nữa. Cuối tuần cúp điện. Ta đang sửa lại. Gần Tết à? Ôi, cái này chắc cả 100g tép rồi nghe. Mày ăn coi nữa. Ờ, có con cá bóng gì vậy? Con sậy hả? Cá bóng gì? Cá bóng kèo. Kèo hả? Con kèo nó giật hòn vậy đó. Kèo giống như kèo nuôi thì em biết. Còn mấy con kèo này thì không phân biệt. Đi vô dẹp đồ rồi chưa lấy ra mấy cái thao nhỏ nhỏ đem trong nhà hết trơn rồi. Bữa làm lại nhà dẹp nó. Ồ quá trời luôn. Con chén tép luôn nè. Đây con chạm con cá bóng cả. Chụm được cơm. Đi ngủ. Ôi, rồi. Nó ngủ rồi kìa, là đứa là làm không hồi cơm ngủ luôn. Hồi mấy tép đó đâm ra. Đâm rồi ướt rồi ăn nấu canh. Nó canh khổ qua nữa còn gì bằng ha. Con ngủ qua tép. Cho bánh khô tiêu. Cái bếp nãy cao lên rồi đó, nấu khỏe ghê. Đỡ sùng. Nó ngang tầm của em. Nên là em khoái gì nè, lót gạch gì nè, sạch. Cái bếp cũng lót luôn, sạch sẽ. Cái nền rồi đó mình còn bị xi măng đó em. Không bao giờ nó sạch nổi đó. Nó ra cát hoài ha. Ừ, mình quét nó lên á. Cỡ nào cũng có cát hết trơn. Không bao giờ nó sạch được. Mấy cái bóng này mạnh dưới ta. Những cái tưng, tưng. Hồi nhỏ anh đi đặt lọt mà cá bóng này nè. Lần là cá ký vậy đó. Ồ, về mừng đã. Ừ. Mà tại vì giờ mình có mấy con chài chứ. Có cái đồ, có cái túi. Có cái túi, bỏ vô chà nhanh. Nó đập lọt cá bóng á, bắt lên cua đạt một lần rồi. Cái trái này sao anh? Mấy trái này hột già quá à. Em gọt đi, không rồi không nấu anh không gọt cả. Không rồi em nấu cho anh ăn, anh một hai là anh ăn được. Nó bị cứng. Nè chưa? Già. Hột già trường. Nhưng mà em gỡ nó ra rồi nó ăn ngon lắm. Ừ. Cái trái khô qua này anh ăn cảm giác nó ngọt hơn cái khô qua kia. Mình trồng tự nhiên nữa nè. Em thấy hồi mới trồng cái mấy chị hỏi gì trồng có 1 dây vậy. Anh nói 1 dây đó chứ mốt đài bò bít cái vàng này không có trong bò. Giờ nó rụng lên á, mấy tới chín á. Mấy rụng nó ra đầy đó luôn á. Anh có xiên á, anh đẩy cho nó sẽ phân đổ vô gốc nó. Cho nó tốt rồi. Nó dễ lắm. Bữa mẹ đòi lấy hủ qua này dùng thịt. Em cũng đòi nữa mà chưa đó chứ, chưa có dịp đó. Mốt nhiều em dòm à. Khửi được mà. Khửi được mà thấy nhỏ quá làm biến. Đây làm biến thôi chứ kiên trì. Để anh muốn mà ăn thì phải xiên. Để anh vô cho nó ăn xe phân là mới mốt có giòn được. Muốn ăn cái trái này là phải xiên. Rồi trái này chín luôn rồi. Đỏ hột luôn. Nhưng mà vẫn còn ăn được. Nó chín nhất không ạ? Nó chín rồi nó rụng xuống đó rồi tự nó lên tiếp nè. Anh chạy gì mà chạy ký cái bóng mòn cái tay anh luôn á. Trời
Trời, anh hái mấy trái chín luôn anh. Nó dính vô đó anh cắt nó xuống luôn á. Cái trái nó để vậy đi, hồi cái trái này em để hồi vinh ra trồng ha. Vườn mình trồng dừa không à, rồi cái mình trồng mấy này nó khó, nó lên không được. Mấy cái trái này nè, trẻ chứ lơ mơ cẩn thận. Cái vỏ nó mỏng lét à. Nó trợt cái nó đứt tay à. Dao này nó lục đỡ. Sợ dao thì sợ muốn cắt cho nó đứt ngọt mà bén quá thì sợ. Bén quá sợ lắm. Đứt tay. Có mấy tay tí tí này nè thì để được. Em hiện khoan cái trái em nha, dưới quá chừng nè, chút lạc lá sao. Wow, gỗ luôn. Dưới quá chừng luôn. Có mấy trái bự bự đó là em dồn được rồi. Mấy trái cỡ này là dồn được rồi nè. Hai đứa ai nấu một nồi ăn gì hết. Em coi nồi cơm nghe em ơi. Có lửa rồi. Ngồi nghe cái nhà của mình hồi mà mình chưa có lót gạch lên á, mấy con gà nó đâu có vô đâu. Cái từ ngày mình lót gạch lên á, hôm qua nay nó vô á. Nó tham quan. Làm như mát chân nó vậy. Nhà mấy trái này chứ móc ra vườn là cũng tốn ấy lắm á nha, cũng tốn ruột lắm á nha. Có em xì gòn. Thôi ta nấu canh đi cho nó gòn. Không, để mất em xem làm cho ăn. Giờ giờ cục thịt bỏ vô, bỏ qua rồi bỏ vô. Em khỏe rồi em làm nha. Hay là mình hay là mình giò cục thịt mình tùm tới hôm qua. Mình bỏ lấy gì thịt bỏ vô qua là cũng được, ý tưởng hay. Mình lấy mấy trái non non á. Được à. Ý tưởng táo bạo à. Cúp điện mà tại em có miếng gió nữa. Nhưng mà đỡ cái lúc này không khí lạnh ùa về rồi. Sắp tới Noel rồi ha. Tới luôn rồi còn gì nữa sắp. Sắp thôi mà. Em ơi là tới Noel rồi. Phải không? Tháng 12 rồi ha, biết. Làm riết rồi quên ngày giờ quên, luôn hả? Quên, quan tâm gì riết á. Anh không biết ngày thứ luôn á. Anh không có để ý qua luôn. Cái rau ấy thì cũng ngon nữa nè anh. Rau vườn mình nó ngon à. Còn cái chờ rồi em ăn không được chứ cái chờ anh thích á. Em không có hết lắm. Cảm thấy nó đắng đắng. Bên vườn cái chờ nhóc luôn. Thì cơm sau rồi anh chắc giùm em chứ. Để anh chắc rồi. Cẩn thận nha. Ôi cái quai nó làm sát quá. Để cho nó ấy đi anh. Xong rồi mình hả rút ra. Để cho nó ấy ha, rồi chờ, em canh ha. Cho nó nóng rồi cho lên cơm. Hơi lại. Cho nó ấy. Qua đây đi, coi cá luôn. Coi cá nó xong. Ok. Cá chồng mình cũng mần xong rồi, giờ mình ướp trước. Để lâu quá nó không ngon. Mình cho vô đây là bột ngọt, đường, nước mắm với nước màu. Cá kho ướp xong rồi, giờ mình sẽ đi đâm tép ướp luôn. Ăn hồi nấu canh. Này thì mình đâm dập dập thôi. Để cái vỏ luôn, tép này nó mềm. Tép đâm xong rồi mình nêm vô đây miếng bột nêm. Mình chỉ cho bột nêm thôi. Bột nêm này nó cũng có vị mặn rồi. Rồi hồi mình nấu canh mình nêm lại sao nha. Nó canh hổ qua cho nên mình không có nêm hành luôn. Giờ mình bắt nồi lên để kho cá. Mình kho trong cái nồi đất. Nồi này kho là đủ hai vợ chồng ăn luôn. Cho vô đây một miếng mỡ.
Thường là kho cá này là người ta ướp xong là người ta kho luôn, để trong cái nồi kho luôn, mà tại vì mình thường hay phi hành tỏi cho nó thơm rồi mình mới cho con cá vô nha. Mình ăn mình sợ nó tanh á. Trong lúc đợi mỡ nó sôi, hiện giờ bên đây mình bắt nước lên để mình nấu canh. Bên đây mỡ cũng sôi rồi nè, mình cho dầu với mình cho hành với tỏi chứ nó lộn, cho hành với tỏi vô mình phi. Bắt lửa nhỏ nhỏ thôi, mình sợ cái nồi đất nó nứt quá. Wow, cơm ngon quá. Tại lạnh lạnh này sợ bệnh quá. Một cơm xốp tơi quá ngon luôn. Hành tỏi mình phi nãy giờ cũng thơm cũng vàng rồi. Giờ mình sẽ cho hết tô cá vô. Giờ mình sẽ kho lửa nhỏ riu riu thôi nha. Nãy tép nhiều quá lấy qua kho bớt, nấu canh thêm nữa. Nồi nước nấu canh cũng sôi quá rồi. Thì mình sẽ cho tép vô nha. Tép tươi trong luôn. Đổ vô còn nhảy luôn mà. Hôm qua nãy mình để chung, giờ mình lựa ra rồi. Giờ mình cho cái trái vô trước, hoặc cái lá mình cho vô sau. Mình nêm vô nồi canh này muối với bột ngọt. Mình ăn lạc lạc thôi. Mình hồi có cá kho nữa rồi. Đợi mấy cái trái này nó chín thì mình mới cho cái lá vô nữa là nhắc xuống. Cá mình kho nãy giờ rồi nè. Mới mượn chồng mình mở cái nắp ra, cái nắp này khó mở quá. Cái này phải có ớt lên nữa anh ơi. Vậy để anh đi hái ớt em ơi. Ra cái cây ớt của mình á, anh hái đi có mấy trái chín rồi đó. Hái bự lắm phải không? Ừ, hái cái trái mà chín nhiều quá nha. Rồi, ớt chín ngon quá. Nãy trước hai trái thôi, còn để lại trên cây đi cho nó ngon. Trái hôm qua cũng chín rồi, giờ mình cho cái lá vô nữa là được. Này cho vô trộn qua trộn lại cái là ăn cả nhà ơi. Rồi mình tắt bếp nha, nhìn nó mới ngon. Thơm quá, rất là thơm luôn. Mình bắt nước lên mình luộc rau nữa, đợi cá chín nữa là ăn cơm được. Này nó cũng chín rồi nè, mà mình nấu cho nó keo keo lại một xíu, có khô mà. Sắc ớt vô, kho cá thì phải có ớt, có tiêu nó không tanh nha. Ớt này cay lắm, chắc ít ít thôi. Cá mình kho nãy giờ cũng được rồi, mình cho vô một miếng tiêu thơm. Nếu mình cho vô hành lá nữa. Cái nồi cá là đói bụng rồi cả nhà ơi. Luộc rau mình cho vô đây miếng muối rồi mình mới luộc. Nước cũng sôi rồi mình cho rau vô.
Rau nãy mau chín lắm, mình để vô héo vậy là mình vớt ra nha. Chứ luộc lâu quá nó mềm quá, mình cảm giác ăn nó không có ngon. Cơm anh ơi, đói quá đói rồi đó. Đợi, đợi cái nồi này nè nó hơi lâu. Nồi không dám không dám cho lửa lớn, không dám cho lửa lớn. Ăn cơm củi. Ủa, cơm ngon quá. Hấp dẫn ha. Tơi tơi. Nấu cơm củi lúc nào nấu cơm nó cũng xốp. Chắc giờ mình chắc nước em. Chắc nước á. Chắc nước cơm nó xốp, nó không có dẻ cơm. Mà cả nhà ăn cơm đạm bạc với hai vợ chồng mình nha. Cây nhà lá vườn cả nhà ơi. Mà cả nhà ăn cơm. Quay vậy. Nay không có đi chợ luôn. Em sợ ớt cay quá. Nhưng mà phải có ớt thì nó mới ngon. Anh được thích cái món này thôi. Mà cả nhà ăn cá canh khổ quá. Nó đã. Nó đã ghê, cay ghê lắm. Ăn cái này mới đã miệng nè. Ai mà không ăn đắng được là không ăn được món này đâu. Ngon không? Anh đang thưởng thức cái món này. Mưa thích của anh. Cá bóng này nó sướng mềm. Ăn hết luôn. Sao vậy? Đau lưng hả? Cảnh cái bụng. Nãy không ngồi dọn bàn ăn. Ngồi xếp bàn. Ngồi dưới đây cho mát. Khóa ngồi rồi hả? Ăn nhà mới. Ăn mừng. Ngồi giống là ăn dỗ. Ăn dỗ. Canh khổ qua mà phải đắng như vậy mới ngon. Ăn cá bóng nhỏ nhỏ, ăn ngay xương luôn. Tép ngọt lắm em. Ăn rồi phải có rau xanh. Nhìn như ăn cơm có rau riết rồi, không có rau á. Không quen rồi. Cảm giác nó thiếu. Thiếu rồi. Gặp vào bên nè. Ớt cay lắm đó nha anh. Thử. Mà ớt mình trồng, mình tưới đủ nước á, nó cũng không có bị cay lắm. Dạng như nè. Mà ớt trồng mà kiểu mà còi còi dưới nước á nghe. Thằng nắng á, ớt bị cay dữ. Thằng nắng mà ớt trồng trên chậu á. Cay dữ lắm. Mình cũng trồng trên chậu đó nhưng mà tại vì mình tưới nước nó đầy đủ. Nay ham ngồi đó thì chứ món chắc bắt bàn quá. Khó ngồi phải không? Đấy, nếu mình dọn bàn ra ngoài hà không chịu, đồ ngồi dưới gạch ăn cho nó mát. Mát. Tại vì mình lao quá nó sạch cơ mà. Nó bóng. Hồi đó anh đi học á, tất cả là ngồi dưới gạch không? Hai cái chân là nó chai thế này. Chai. Thì ngồi. Thì đâu có bàn đâu, đi học ăn mướn cái nhà trọ thì chỉ có cái phòng thôi. Rồi ngồi dưới gạch hết. Thế là đi học rồi mướn nhà trọ ở không? Thì xưa hồi em đi làm cũng vậy chứ vậy. Là tất cả cái gì cũng ngồi dưới gạch hết. Là hai cái giò nó chai luôn. Là thôi có mình ta nấu, ăn chung hay là nấu? Nấu chung. Ăn chung thì ăn vậy chứ con mình em nấu xong rồi cái bới tô ăn xong. Mà hay lại ăn trước. Trước nhà trọ ngồi. Ngồi dòm qua cửa ăn phải không? Ăn cái trong thì buồn. Không, trước nó có cái ấy, bằng đá á. Nên học làm ở nguyên nghĩa nhà trọ. Ngon quá. Không qua đắng em ăn được không? Được. Người đắng dữ lắm em. Gì vậy? Ông bà xưa mình thì hãy nói hồi đó có bầu cái gì cũng ăn hết. Không có không có cử kia gì hết. Còn á giờ thì cũng hơi hơi cử cho nên hồi mới ba tháng đầu đâu có dám ăn hủ qua đâu. Thấy cái trái hủ qua trời thèm lắm nha. Cái trái này á em nấu chín á không đắng, còn cái lá nấu chín thì lại đắng. Lá đắng quá. Cái trái này đắng không bà? Thứ lá đắng dữ rồi ha. Hủ qua gừng mà hủ qua đắng gấp mấy lần hủ qua kia á.
cũng có ăn mà sao nay nó đắng dữ, đắng quéo người luôn á. Đắng dữ lắm á. Biết cay à? Mà không cay cái nó không ngon. Anh thấy thằng tép à? Tép ngon quá. Tép hả? Mình bán được con cá. Tép ngọt hả? Cúp điện nhưng mà đỡ cái trời nó có nắng nè. Lúc này khi giờ có gió lại nè, nãy không có. Lúc này trời mát thì tới Tết là mát chứ nè. Mừng. Ớt phải chiến ăn liền. Anh hái, anh là người hái trái đầu tiên của cây ớt này. Một cái ớt bữa em đếm 70 trái. Đặc quẹo luôn à. Chồng con mình ở trên cái chỗ bự nữa. Nhưng mà trái nó không bự lắm á. Ừ. Tại nay có canh này nè, cho nên là không có nhắm được hả? Xương thịt to. Nay có canh này cho nên không có ăn kiểu đạm bạc như hai vợ chồng mình thường khi. Thường khi là cái ngò luộc hả? Cái gì? Ngò luộc. Cái dừa nó vụn. Lá gì? Nhãn lồng. Nhãn lồng, tự nhiên quên mất tiêu à. Đồ nhãn lồng này ở vườn mình mà. Xong rồi luộc cái lấy cái nước đó anh hay bỏ một miếng bột miêng vô cái. Đúng ăn nha. Nó có vị đắng mà thơm lắm. Nhưng mà cũng ngon. Nhưng có lòng nhãn lồng anh ăn thôi nha. Còn mấy rau kia nó không ngon. Được nào. Giống như em luộc rau lan rồi nó rau muống rồi nó không ngon. Còn nhãn lồng rồi cái thôi. Cái nước nó đâu có gì đâu. Đâu nhãn lồng rồi ha. Luộc nước là nó thơm lắm. Anh muốn cơm. Ngon rồi phải không? Ngồi vậy đau lưng quá ta. Anh có bị đau lưng không? Đó, mốt mà bàn em. Mốt, bỏ tật nghe. Ăn xong rồi đem đồ ngủ rồi. Cay sao? Cay hả? Nước không? Cay cái hít vô. Nước không? À. Miếng canh nè. Thôi được. Đắng cũng vậy. Cay đắng luôn à. Cay đắng luôn á. Ăn một sau một hồi là cái miệng em á, uống nước vô nó còn đắng cái miệng luôn á. Từ hồi có bao tới giờ đâu có ăn cay đâu. Bữa nay bị dính chấu rồi. Dẹp dẹp cay đi quên đi. Không sao. Vừa cay mà vừa tiêu nữa. Nhưng mà ngọt thôi, khô là phải vậy á. Đúng rồi. Cái vừa cay không tăng. Ừ. Nó không tăng. Không tăng. Em mà có khô không có tiêu không có ớt rồi nó tanh nó ăn ăn được không? Cá mà phải có tiêu ớt chứ. Cái này khô khô quẹt á, khô thịt heo cũng ngon lắm á. Ừ. Ngọt. Bữa nào làm nồi thơm. Em mua cái nồi mini hay chồng mình ăn dư luôn á. Ăn gì hết. Cái nồi này thấy vậy chứ kho làm gì ăn hết. Ấy ha. Nước cá chạy ha. Ừ. Nước đang lên nữa kìa. Bữa giờ người ta mở cống á. Chạy cá mình nó cũng chạy luôn. Ừ, cá mình cũng chạy ra ngoài luôn. Cá mình nó đi hết mấy con. Dừng miếng lưới mà bị hở chân. Tự nhiên giống như mình thường khi mình ăn thịt heo rồi đồ ăn chợ với cái mình hỏi mình ăn gì mình cảm thấy nó ngon. Cá kho là ngon mà đồ của mình ở nhà nữa nhưng mà giả giống như mình ở quê còn để ăn mấy người mà ở thành ở chợ á bắt được con cá thì mừng lắm á. Tao khoái lắm. Canh nha anh. Có nha. Chút mới hấp nước. Này móng ruột anh à. Thấy cái muỗng mới được. Còn nữa được hai tô. Cái này bình thường em nấu với tôm khô. Ừ, nay có tép. Rồi tép tươi luôn. Lâu lâu ngồi dưới đất không quen.
bị khó ăn à. Nó bị đau hay mắc cá. Cái bụng anh ngồi vậy anh cũng khó chịu rồi chị em. Không được ngồi ăn dỗ đi. Quá. Nên này là túng tiêu chứ không phải ớt. Ớt nó nằm trên mặt không à. Lấy dưới đít nồi dưới đáy rồi. Với lại nãy mình nấu ra nữa đó. Lan ra hết rồi. Nhưng mà dày nè, nó không tanh. Ăn phải có cái cay nó. Hồi nãy hồi chưa có ớt vô á. Nó hơi tanh. Nó có mùi khác không? Ấy là phi rồi á. Rồi. Hớt cành hả? Chân cành. Tép. Tép. Tép nó tươi luôn ha. Tép tươi mà. Chất lượng. Đổ nhảy xì xối. Hồi đó khổ qua này anh đâu có lấy cái hộp ra. Để cái hộp ăn nó sạm sạm mà lúc mà đúng cái hộp để em đắng dữ lắm. Ừ. Để cái hộp ở trong á đắng dữ lắm. Lấy cái hộp ra cái vỏ nó ngon. Đúng cái này là tắt lửa bỏ vô hoặc là bỏ nó sẵn trong tô canh. Cái tô xong rồi mình chế nước sôi vô thôi là ngon nhất, nó ít đắng. Nhưng mà anh thích ăn đắng thì em bỏ vô nấu. Đúng rồi. Nấu thì dầm ra luôn. Nhưng mà ăn hủ qua cũng tốt lắm á, người ta nói giảm cái gì. Giảm mỡ hả? Người ung thư hả? Không biết nữa. Nói chung là tốt á. Nhưng mà rau của nhà mình nữa mà chất lượng nó sao. Rau nhà mình nha. Đắng quá nơi ăn nó nổi luôn á. Càng về sao nó càng đắng. Như nó nguội luôn á, nó đắng sao á. Nó ra nước à. Bóng mắt luôn á. Hồi em uống nước trắng vô cái miệng vẫn đắng. Nó cay mà đụng vô cái này nó đắng ra ha. Ở đây không có cái gì ngọt á. Hôm nay ăn cơm còn cay đắng không? Nói chứ ngon. Ở trong bên trái luôn nè. Cái trái nó mới đắng dữ. Nè. Em ăn đi. Không. Đã. Cái trái mình có cái hộp quá đắng dữ. Quá ngon cả nhà. Nâu luôn hả? Xế được cơm nè. Ăn 3 chén. Cái này là ăn hồi đói ăn nữa. Chút xíu là ăn đói nữa à. Cái này chắc bị ngồi cản cái bụng ăn được nhiều quá. Nãy ăn mấy chén rồi? 3 chén rồi. Vừa sức rồi. Sau nay ăn ấy à. Em thu anh có 1 chén thì thường khi ăn nhiều hơn mà. Làm như ăn cạnh nhiều quá nó no ha. Cơm nó tơi ngon ha. Ừ. Rồi, hai vợ chồng làm cũng hết nồi nữa. Cái nồi cá kho khô rồi cả nhà. Rau nói chung là mỗi cái còn chút. Anh ăn hết cái tô canh. Ăn canh ngon trời. Nãy ăn hết ăn mình anh ăn hết phần nửa luôn. Thôi hai chồng mình cũng ăn cơm xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hai chồng ngày hôm nay. Mong cả nhà ủng hộ kênh hai chồng mình trong những video tới. Một bữa cơm tuy là đơn giản cây nhà lá vườn nhưng mà rất là ngon luôn nha. Những ai mà ở vườn thì sẽ đương nhiên là sẽ có những bữa cơm như thế này. Còn những ai ở thành thì mình nghĩ là chắc là khó kiếm được bữa cơm giống như vậy lắm. Thôi hai chồng mình xin kết thúc video tại đây nha. Mong những ai yêu quý hai chồng mình hãy cho hai chồng mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ hai chồng mình nha cả nhà. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, hẹn gặp lại.